Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài vè mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay rồi, không ạ? Ủng hộ em. Nghe vẽ, nghe vè, nghe vè giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm, Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan, thích đi du lịch mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo tự tin, nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đang móc lên cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách, khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài vè đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Không nhớ một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình à. Nấu nướng ăn là rất ngon. Cái hậu đậu em nhớ nhất. Thôi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả. Có thuốc hết, không lo. Ngoài cái bài vẹt đó, em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén, em rảy rảy cho chén nó khô á. Xong xoảy một cái rồi, xeo nguyên một vòng, nguyên một chồng chén rồi luôn. Rồi, bà nói cái chuyện em bếp muốn hỏi vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong, ngay là xong, ngay là bể hết. Rồi, em muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó hả? À, cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được, nhưng mà... lười lắm. Thôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc nhà. Chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần rồi dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chắc hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường. Em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng muốn mà cái mối thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn đó có người khác á. Thì sau khi em chia tay á, giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách nay bao lâu rồi? Dạ, em chia tay hơn 5 năm rồi. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á, im quá, em cũng thích rồi. Lại gặp cái bạn khác á thì ngày đầu tiên đi hẹn hò thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em ơi, không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Mà nói đại nó không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em. Cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà, tại sao chia tay? Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái và cái này và cái này. Ví dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy
có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh. Ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến chia tay cái mối tình gần nhất á, thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ, em chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? À, chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em chết nặng với cái vấn đề đó. À, thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress? Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tan nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À. Thôi đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Thôi đâu có gì đâu BD. Mà chị hỏi đừng em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa. Không có mạnh đâu. Mạnh mẽ lên, vui thoải mái lên nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Đi coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ngỡ người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp á, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đây. Rồi, đúng giờ không em? Dạ. Chắc đi, đi em làm trái đúng giờ. Đâu, đúng giờ rồi. Rồi, đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Còn về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu. Nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần, đẹp trai. Chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết đó, đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng không thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng không thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi, em không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? À không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm. Được rồi đó. Rồi. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%. Được ha? Yeah. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ. Chào gia đình bạn gái ha. Rồi, nói mời chung cô là chú đại có lại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Theo tôi thấy là cháu đây cũng được. Thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành. Thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Cái công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi. Hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào. Cười tươi lên. Đó, có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi.
Mình có lá hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em nhé. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. À, đây là một cái nắng len cho em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu giò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Thích hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh, điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên, giữa dòng đời xuôi ngược. Ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại. Đợi chờ một ai đó, nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó. Hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhé. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh, tình yêu là chân thành. Nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Yeah. Theo em ấy, em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh quá. Sẽ lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm mà em thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Yeah. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Mảng nào cũng được ạ. Không, anh cái hỏi mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa, thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc. Em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Chúng ta đang đối diện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, có ba mẹ, gia đình của cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói gì với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Có gì thì đàn trai đàn gái luôn. Linh nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú ạ. Chút đi. Biết đâu sau này đâu là sau mình này su gia mình đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng, nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả. Cái quan trọng là thương yêu nhau. Thế còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái duyên. Hai cháu nó có hơn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ.
À, thưa cô, thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Hò này, và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Anh có thể giới thiệu họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của anh mà anh tự chủ động giúp em nhé. Dạ, em tên Đỗ Văn Thái. Em thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở quê Hà Tĩnh. Em đang là nhân viên kinh doanh tự do, chứ không có làm tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh cái gì anh? Kinh doanh mấy cái đồ nội thất hoặc những cái đồ cơ khí, những cái dự án. Nhưng em không mới mở xưởng, xưởng cơ khí. Vậy. À, tự mở xưởng luôn anh? Đúng rồi. Ờ. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 94. À, chào em. Rồi. À, em cao mét nhiêu em? Cao 1m68, 69 vậy. 1m69. Rồi. Ủa là em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh một mình, đúng không? Là thuê trọ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Rồi hiện tại thì điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung là về công việc thì em cũng khá là người cầu toàn trong công việc, với lại có ý ý thích cầu tiến. Em cũng về sức khỏe thì cũng có sức khỏe tốt, chơi thể dục thể thao được. À, chơi thể dục thể thao được hả? Dạ. Ừ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì trong những mối quan hệ thì đôi khi em không bị lơ là, nên là cũng hay bị mất cái mối quan hệ, không quan tâm được nữa. Là không quan tâm bạn gái đúng không? Đúng rồi. Rồi nói vậy là sao tôi dám làm ai ông cho người ta? Tại vì những lúc công việc hoặc là nhiều lắm mình quan tâm, nhưng mà có khoảng một thời gian là mình đang bị kiểu như bị stress đó, thì có thể mình sẽ đi không có được tập trung vào đó nhiều. Ừ. Vậy thì bây giờ em đến với chương trình là em mong muốn em kiếm vợ hay kiếm bồ hay làm sao? Kiếm vợ. Chắc chưa? Chắc rồi. Nhưng mà kiếm vợ rồi không quan tâm người ta, bỏ lơ người ta rồi người ta sao được trời. Dạ em chắc em có xác định là mình kiếm vợ về rồi mình thích kèn người ta được không? Có thời gian không? Có chứ, tại vì giờ công việc cũng ổn định rồi. Công việc cũng đang trong đường ổn định, thế là cũng không vấn bằng gì về bên ấy nhiều. Ừ. Cho chị hỏi nha, em có tài lẻ gì không? Tài lẻ hả? Hát hò, hát bolero, nhảy đầm, chú vũ, múa cột. Hát thì em không hát hay, nhưng mà cũng biết hát, kiểu lên đám cưới đồ cũng hát được. Vậy thôi hát thử coi cái bài nào hay hay chị nghe thử coi chị chọn. Mình phải lúc giờ là không phải hát hay, là đi nghe chị hát thử đi, hát thử chị nghe vài câu thôi. Vô. Người con gái anh từng yêu xa hôm rồi, có một mình đi dưới mưa lục. Kiểu là cũng biết hát thôi, chứ phải lúc nào nó có không vậy là có. Nếu mà lên chương trình thì em hát được đúng không? Không lên chương trình em không hát. Trời gì ông nội. Lên chương trình phải hát nó lúc vui văn nghệ cho người ta đó, hát được đi thôi tự tin lên chứ, bây giờ mở màn ra mà em im re sao được đúng không? À, với lại em cũng hay ngại trong đám đông đó. Hay ngại đám đông hả? Rồi nhắm vào lên biết bao nhiêu người rồi em nói chuyện được không? Chưa biết, tại vì có khi tự tin mạnh dạn lên em ơi. Ở đây là các chị đang giúp em đó, cho nên là cố gắng phối hợp với các chị biên tập ở đây nha. Các chị là muốn giúp em để có bạn gái đó. Dạ. Nói về hình mẫu luôn đi. Chưa, cái tình trường của tình trường bây giờ sao nè?
Trước giờ thì em quen ba người, thời đi học cấp thời học cấp cấp 3 với lại thời đại học với lại thời đi làm. Rồi cái tình trường, cái mối tình nào mà em cảm thấy ấn tượng nhất coi? Quen bao lâu nè? Quen gần 3 năm. Mối tình 3 năm sau chia tay nè, quen gặp nhau sao nè? Thì gặp ở trên kiểu như đồng hương á, xong rồi gặp xong rồi quen, thời gian không hợp với chia tay. Dễ quá rồi, lý do sao chia tay em tự chủ động nói được không? Chị không phải hỏi được không? Nói đi kể đi. Tại trường kia cũng một phần kiểu thời điểm đó mình chưa có xác định mình đang cũng mới ra trường, nó mới đi làm thì xong rồi mình quen, xong rồi mình cũng nhiều cái vấn đề xảy ra đến thời điểm nó không có giải quyết được nữa thì dần dần nó bị cái mâu thuẫn dần dần nó bị chồng lên á, thì tức nước vào bờ thì tới địa điểm nó bắt nó cái nhất thiết phải chia tay. Những cái nhỏ mâu thuẫn nhỏ nó chồng lên. Mà cái mâu thuẫn đó là cái gì, em có người thứ ba hả hay sao? Không phải em có người thứ ba, mà kiểu như em có nhắn tin với nhỏ kia thôi, nhưng mà không phải là kiểu như... Rồi còn không chịu nữa. Nói chung là ông crush người khác đúng không? Rồi ok, tôi chốt lại crush người khác. Ủa gì vậy? Phó không? Với lại cũng nhắn tin thôi chứ không phải là yêu. Nói chung là cũng thích thích đúng không? Đúng rồi. Cũng cảm nắng rồi, ok. Rồi cái mối tình khác thì sao nè? Còn mà những thời đi học thì quen thì xong rồi đến lúc mình lên đại học thì nó không có quen nữa, thay đổi môi trường rất xa. Nhưng mà cho chị hỏi nha, lúc mà em cảm nắng với bạn kia, em nhắn tin rồi em chia tay bạn cũ đúng không? Hả? Đấy là không, cái mối tình 3 năm á. Cái đó là một cái phần nguyên nhân nhỏ thôi, còn những nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác lớn là cái gì? Thì những nguyên nhân mà nói chung khó nói. Rồi ok, qua nè. Rồi rồi sau những mối tình khác là em còn cái gì trục chặt hay cái gì nữa không? Cái gì ấn tượng nữa không? Không, chỉ bắt qua. Không, không có vấn đề gì. Ok rồi, cái mong muốn bạn gái của em là cái gì nè? Một người cùng quê với em, với lại có ngoại hình gì nhìn là được. Cùng quê Hà Tĩnh đúng không? Đúng rồi. Nếu không cùng quê Hà Tĩnh được không? Có đồng người đó có chịu theo em hay không? Bạn ấy. Rồi, còn gì nữa hả? Ngoại hình, tính cách. Tính cách thì dịu dàng một chút đồng bệnh. Cái gì? Dịu dàng hả? Ồ, rồi gì nữa nè? Ngoại hình dễ nhìn thôi, đừng có xấu quá là được. Dễ nhìn là sao em? Giống ai không? Kiểu như dễ thương một chút đó, đừng có đanh đá hoặc là đừng có xấu quá là được. Không đanh đá là xấu quá. Rồi ok. Cái gì mà em không thích ở bạn gái nè? Ngang tính. Ngang tính rồi gì nữa? Kiểu con gái là hay bảo thủ, kiểu như lúc nào phải có quan điểm lập trường của nó. Cũng có thể là gọi giống như là giật cửa ở con trai, hay gọi là có thể đừng có ngang tính là được, đừng có ngang là được. Ok vậy chị hỏi nha, nếu mà ví dụ như mở màn ra, em có một cái điểm gì để thu hút bạn gái? Em nghĩ đi. Là thì cái này thu hút thì thời điểm đầu thì chỉ là mình gặp thì ấn tượng của người đó như thế nào, chứ đâu có gì đâu, quan trọng là ít là người ta nhìn nhận cảm nhận về mình thôi chứ.
Ok rồi, ok. Còn cái gì mong muốn nữa không? Không là mình sẽ hẹn lại sau nè. À, nếu mà được thì người đó là một giáo viên thì còn tốt, tại vì Nghề nghiệp giáo viên hả? Rồi thu nhập. thu nhập cũng không quan trọng lắm. Em là được bạn gái đúng không? Dạ. Ví dụ như bạn ấy thất nghiệp em chịu không? Được. À, ok baby. Rồi ok, đây là hiện tại đây là dòng casting nên là sẽ có một bạn biên tập sau nói chuyện với em sâu hơn ha. Dạ. Sẽ gặp lại em sau. Cảm ơn em nhiều. Ủa, chị là cái chị dẫn chương trình luôn hả? Hả? Cái gì? Chị là chị dẫn chương trình hả? Không bà, ở lộn không ông nội. Chị biên tập thôi. Em nghe giọng giống giống. Không 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 có không có không có. Chị đâu đẹp vậy? Cảm ơn em. Rồi. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Dạ. Rồi, ok. Hay quá, muốn gặp chị biên tập thì xin mời ngày 9 ra phố đi bộ, sẽ được chị biên tập ghép đôi trực tiếp. Ủa thiệt luôn á Tao nói thiệt chứ giỡn đâu, hả? Ủa ngày lên 9 giúp là mày trực tiếp em, còn ngày 10 là Hiệp á. hả? Đúng rồi. Gì ghê Giỡn má. đâu trời. Một Trời chương trình văn nghệ ca mối nhạc, tôi phải mua đống quần áo này. ơi. Đấy, sắm sửa đồ đạc. Ra cho biên tập dẫn luôn. Thôi không được, em dẫn được đâu trời, em cho đi người dẫn gì trời. Có dẫn gì đâu, hỏi để ta tự nói thôi, giống như là làm Ok. nội dung thôi. Ok. Má em mà. Anh giới Dạ. thiệu một chút những cái thông tin cơ bản về bản thân mình. Tự chủ động Dạ. giới thiệu về bản thân mình. Dạ em tên Trần Quang Lộc Dạ, anh tên gì anh? Họ anh giới thiệu về bản thân mình ấy. Những thông tin giới thiệu bản thân mình. tên Hậu Quang Lộc anh. Hồ Huỳnh Quang Lộc. Quỳnh Quang Lộc anh. Quang Lộc. Quỳnh Quang Lộc. Rồi, ok. Bạn chủ động giới thiệu một số những cái thông tin về mình, ngày tháng năm sinh, đang làm ở đâu, đang sống ở đâu, bao nhiêu tuổi. Dạ, em tên Quỳnh Quang Lộc, em sinh sinh ngày 10 tháng 1 năm 1990 anh. Anh và chỗ ở hiện nay là em ở 420 đường Nguyễn Nghiêm, và hiện tại em đang làm công việc là đầu bếp, và công việc em là bên nhà hàng hải sản của Tông Tháng anh. Rồi hiện tại là anh đang ở đâu? Dạ, em đang ở Thành phố nào ạ? thành phố Tân Quảng Ngãi anh. Thành phố gì cơ? Thành phố Quảng Ngãi anh. Đang ở thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Rồi. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của Điểm mạnh, điểm điểm mạnh yếu. điểm yếu của em là hơi rụt rè giữa đám đông anh. Rồi. Còn điểm mạnh là gì à? Điểm mạnh của em chỉ đang làm đầu bếp thôi, em đang nấu ăn cho nhà khách sạn thôi anh. Anh phải chủ động chia sẻ đi chứ, anh lên sân như này làm sao mà chọn anh lên sân khấu của bạn muốn hẹn hò được. Dạ. Anh muốn kiếm người yêu chưa? Dạ, em đang kiếm ra anh. Vâng, thì anh phải chủ động chia sẻ chứ. Ví dụ bây giờ hỏi anh một câu trả lời như thế thì làm sao mà mai mối cho anh được? Làm sao mà Dạ. tin tưởng để mà giao những cái bạn gái cho anh được? Dạ vâng, bây giờ anh phải hợp tác cơ thì mới làm được nhá. Dạ. Dạ. Bây giờ anh chia sẻ kỹ và chi tiết về những cái mối tình mà anh đã trải qua đi. Dạ em trải qua 2 mối tình thời cấp 3, và mối tình gần đây nhất là em đã trải qua cách đây 3 năm rồi anh. Rồi thời cấp 3 yêu nhau mấy năm? Dạ, em quen nhau một thời gian khoảng 1 năm thôi anh, còn mới đây là khoảng 3 năm anh. 3 năm dừng lại được 3 năm rồi anh. 3 năm. Mối tình thứ hai là 3 năm. Thế vậy tại sao dừng lại? Dạ, tại vì khoảng cách địa lý em ở xa đó, nên em dừng lại anh. Anh ở Quảng Nam thì anh ở Quảng Ngãi thì anh quen bạn ấy ở đâu? Dạ, em quen bãi ở trong Đắk Lắk anh.
Wow, thế là gặp nhau bao nhiêu lần, gặp nhau được mấy lần? Giờ gặp nhau cũng thời gian rất là ít chăm. Thì em biết là ít rồi, nhưng mà là như nào, là gặp nhau ra sao trời? Gặp nhau là chỉ tính mức tình bọn tình bọn nên chứ chưa có đánh thì chưa đánh mất một góc độ mà tình yêu anh. Ủa như thế thì đâu gọi là quen nhau đâu. Dạ. Thì cái đấy cũng không phải gọi là mối tình đúng không? Dạ. Giờ bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Ông người bạn em đang tìm là từ hai ông bạn đồ lên tới 31 tuổi anh. Tiếp. Phải có phải ngoài ngoài hình dễ nhìn thấy anh. Còn công việc thì công việc tạm ổn đấy thôi, thì thời đại ma thì công việc nó rất là dễ tìm anh. Rồi, Dạ. anh nghĩ là bạn gái ở đâu thì mình yêu cho hợp lý. Ở quận ở mình anh. Ở Quảng Ngãi hả? Tìm bạn gái Quảng Dạ. Ngãi rồi à? Sài Gòn được không? Dạ sao Sài Gòn xa quá anh. Rồi, ok anh, chào. Ok anh Lộc, thì anh còn yêu cầu gì về bạn gái không? Thì cứ nói để biên tập tìm nhá. Dạ không anh. Ừ, ok, thấy được rồi. Cảm ơn em Dạ ha. Rồi, dạ cảm ơn. dạ À, em đợi dạ thông tin từ chương trình đó.